nhà to giá tốt này quý cô chú anh chị ơi, mến chào quý cô chú anh chị đã quay lại với kênh youtube nhà đất, thì hiện tại anh chị em đang chạy trên trục đường Tân Kỳ Tân Quý nè, đó, thì hôm nay em chia sẻ cho anh chị mình một căn nhà, một xẹt đường số 17A nha, ở phường Bình Hương Hòa, quận Bình Tân, đây, đây là đoạn giao giữa Tân Kỳ Tân Quý và đường số 17A, cái đoạn này thì Tân Kỳ Tân Quý họ đang làm đường đó anh chị, đó, nên làm cái đường ngoài Tân Kỳ Tân Quý thì nó rất là to nhưng mà họ đang làm đường. Đây là trục đường số 17A Nếu như mình chỉ đi thẳng cái đường số 17A này á Thì mình sẽ về lại ngay chỗ đoạn đường Kênh Nước Đen nè Rồi đường Bình Long rồi ha Đó anh chị Đó Đây đây là đường hấp chiến lược Đó Thì đường xá thì rộng rãi Nói chung là xe hơi xe tải thoải mái nha Nhà mình thì cũng xe hơi tới nhà Diện tích cũng rất là to Ngang 4m và 15m nha anh chị Đó, Có giá cũng rất là tốt Ngang 4 tỷ 150 triệu thôi diện tích to uh, giá tốt thì nhà hiện tại á thì anh chị mua về thì mình có thể sửa lại ha hoặc là anh chị xây dựng mới cũng được ở nhà thì có kết cấu là một trệt một lầu đường trước nhà nên anh chị nó là hai mặt tiền đường nha anh chị hai mặt tiền đường là một một bên đây á là một sẹt của đường 17 a còn phía sau mình á, là mặt tiền đường số 2 a luôn đó mặt tiền đường số 2 a khu vực bường bình Nội a quận bình tân ngay tân kỳ tân quý mình vẽ vô đây nhà anh chị, nhà có diện tích như lúc đầu em nói là ngang 4m, dài 15m nha anh chị. Đó. Một đầu là hẻm nhựa, hẻm nhựa của đường số 17A. Xung quanh đây thì họ xây nhà cao tầng rất là nhiều. Nhà nhà mình thì hiện tại là chủ nhà họ cũng người thuê, họ mới trả nhà anh chị. Nên là nhà cũng khá là cũ, anh chị mua về sơn sửa lại. Có thể cho thuê tiếp cũng được, hoặc là mình xây dựng mới luôn, rất là ok, xây dựng thoải mái nha anh chị đây đường trước nhà à, ngang 4 giờ 15 diện tích cũng khá rộng rãi thoải mái ha đây, anh chị nhà mình một trệt một lầu mình một trệt một gác gác gỗ anh chị này mình sẽ đi vô nhà mình anh chị đó anh chị thấy đây đó. À, phía sau nữa sẽ có một cái đường bê tông phía sau nữa em à, tí nữa em sẽ chỉ cho anh chị xem này à, phía dưới là khoảng trống nè bên đây là phòng bếp khu vực bếp ha vực bếp nhà vệ sinh đó, phía sau là cửa sổ do đường trống này anh chị thấy không đây đây đường này là đường 2 a nha anh chị đường đã trải bê tông rồi đó bê tông rất rộng rất là to nha đường đường thông nha anh chị đó, đây là anh chị nhìn thấy sẽ ra thấy đầu đường thì của đường số 17 a đó thấy không ừ. thì hai bên đường nào anh chị cũng đi xe hơi được hết nha anh chị bên nào anh chị cũng đi xe hơi được hết này nè thấy không được xá rộng rãi anh chị mua về à, xây dựng lại cũng được ở à, giờ sửa là cũng được có giá 4 tỷ 150 triệu giá cả là còn thương lượng anh chị nào quan tâm thì à, liên hệ trực tiếp cho em thì số điện thoại bên dưới em sẽ trợ cho anh chị mình đi xem trực tiếp ha cũng như là gặp trực tiếp chủ nhà để trao đổi thương lượng thêm về giá cả nha anh chị đó ở đây là một cái nhà vệ sinh có một cái bồn nước ở đây ở trên lầu cũng vậy ở trên lầu cũng sẽ có cái bồn nước riêng luôn ha à, đó thì cái này hai mặt tiền thì có thể là anh chị mình uh, cho thuê cũng được hoặc là anh chị mua về anh chị sửa lại sơn lại uh, anh chị kinh doanh cũng rất ok ha này, và giữ tiền cũng rất là tốt tại vì tổng diện tích nó tới 60 mươi mét vuông mà 4 tỷ một năm giá cũng rất là ok nha anh chị uh. <laughs> nhà thì uh, giống như lúc nãy em nói thì chủ nhà họ cho thuê xong người thuê trọn đi nên là nhà hiện tại thì cũng khá là cũ này thì mình chủ yếu là mình mình mua được cái vị trí với là cái kết cấu nhà thì có hoàn công rồi anh chị vì sửa xây là nó cũng rất là đơn giản ha đó đây phía trước mình sẽ có cái ban công này anh chị đó, rất là ok ha này anh chị nào quan tâm căn này liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới nha 0949 900 589 em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình đi xem trực tiếp cũng như là gặp trực tiếp chủ nhà để trao đổi thương lượng thêm về giá cả nha anh chị đó <laughs> Này. À, bên ngoài ra thì bên em có nhận quay video quảng cáo á, nhận uh, ký gửi sản phẩm nhà đất. anh chị nào đang có nhà đất cần bán, cần quay video quảng cáo thì uh, liên hệ trực tiếp cho em, em cũng hỗ trợ cho mình luôn nha anh chị. À, ở đây nó có cái bồn nước trên lầu có bồn nước riêng nè, à, rất là ok ha. À, xin cảm ơn anh chị đã xem hết video.